Nó cứ lập biên bản đi. Ôi giời ơi là giời ơi. Ôi giời ơi là giời ơi. Ôi giời ơi. Bao nhiêu công nhiêu sức để cho chúng mày hưởng hay không là tổ sư chúng mày. Chúng mày cứu đất của dân như thế à. Ôi giời ơi chúng mày ăn học lắm hay chúng mày giờ chúng mày điên à. Tổ sư chúng mày giết dân này nó cướp đất của dân nó giết dân rồi mẹ nó đây. Không làm biên bản khẩn trương gọi xe taxi đưa đi viện đi. Rồi ơi tổ sư trong ma. Không cho đổ thì nó cố tình nó đổ vào. Chính quyền tao bảo hộ nó để nó chết chân này. Nó cán bộ như thế này nó giết dân như thế này à. Cái mặt nó như mặt con chó ấy. Cái mặt nó bảo nó nói láo à. Nói láo làm sao nó nói láo mày 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 quay quay nó chính xác chụp ảnh là ấy xe công an tôi là cứu người ăn con ra biên bản đấy ra biên bản nhận Lập biên bản này. Tôi là Lê Hải Đường ở thôn Chuông, Trung Vinh, Trung Tiên, Hà Nam. Chúng tôi như vậy là nguyên nhân lý do là tôi bị gãy chân này là chúng tôi ra như vậy là giữ quyền lợi của chúng tôi chưa nghỉ, nhưng mà đất của chúng tôi nên là cái dự án đô thị Đồng Văn Xanh họ lấy như vậy, nhưng họ chưa giao cho chúng tôi những một cái văn bản nào cả, nhưng họ cố tình họ như vậy là đưa theo họ lấp đất của chúng tôi ra không được giữ. Tôi là dạng dân người ta bầu đại diện chính quyền, nhưng mà công nhận tôi là người đại diện cho dân. Nếu chưa có một cái văn bản gì trong tay chúng tôi mà họ lập ra những cái văn bản không và như vậy ăn đồng chia đều, họ ép dân chúng tôi lấy tiền năm mươi nào họ như vậy chưa giao cho dân chúng tôi một cái văn bản nào cả, nhưng mà giấy tờ cũng không được nắm cái gì cả, nhưng mà quyết định phê duyệt tổng thể không có, quyết định thu hồi đến từng hộ cá nhân không có, bản kiểm kê kiểm đếm không có, rồi cuối cùng công ty Nam Sơn họ đổ đất chiếm đất của chúng tôi ra, chúng tôi giữ họ như vậy là cố tình như vậy là đổ chúng tôi, dân chúng tôi như vậy là lên xã đề nghị, thì như vậy là ông chủ tịch huyện về gặp chúng tôi như vậy, chủ tịch huyện như vậy là ra lệnh cho như vậy là xã như vậy phải dừng lại, tuy nhiên một xã đã như vậy là cố tình lơ đi để cho như vậy công ty Nam Sơn đổ đất. Chúng tôi ra chúng tôi cản thì như vậy là công an như vậy là xã cũng xuống như vậy là để như vậy là còn dọa như vậy là nếu cản trở như vậy là sẽ bắt để như vậy là làm ngơ để cho bọn như vậy là Nam Sơn nó đổ đất. Chúng tôi cản nên là nó cố tình nó đổ, nó định giết tôi sao mà nó đổ, tôi đứng tôi cản nó cố tình nó đổ đè đè lên người tôi xem dí vào người tôi. Nên là cuối cùng là tôi bị gãy chân. Gãy chân thì từ hôm ông gãy chân đến giờ thì chính quyền hoặc là lái xe có đến hỏi thăm ông hoặc là có ấy không? Từ hôm tôi bị gãy chân tôi đi về nước bây giờ như vậy là không thấy như vậy là bóng dáng của một cái cán bộ nào hoặc cái bọn lái xe nào mới đến nó hỏi han gì chúng tôi là không biết biệt tâm. Nhưng từ đó như vậy là tôi nhìn thấy công an đến lên viện như vậy tưởng là hỏi thăm tôi, nhưng cuối cùng nó ra là vào như vậy là
làm việc như bác sĩ ở viện để chạy cho cái gì đấy tôi không biết, là sợ tôi như vậy là chạy bệnh án như thế nào đấy không biết, nhưng mà tưởng lên hỏi thăm tôi nhưng mà lại không hỏi hỏi thăm mà lại vào như vậy làm việc với bác sĩ phụ trách làm như vậy cũng tốt để chạy án thế nào tôi không biết. Sau bệnh viện về thì ông đi chữa thế này đến nay là được mấy hôm rồi, bệnh đã có ổn định không? Bệnh viện về tôi đi chữa thuốc nam, thì là tôi đang đắp thuốc nam như vậy, bệnh nó cũng chưa được thấy tiến triển lắm, nhưng mà bây giờ vẫn còn đau. Thế sau cái việc mà nó xảy ra như thế này thì gia đình nhà ông đã có ý kiến gì với này chính quyền địa phương hoặc là chính quyền địa phương có ý kiến gì với gia đình nhà ông chưa? Sau như cái tình tôi bị như này thì như vậy gia đình nhà tôi như vậy là cũng cùng với này dân như vậy là đi lên xã như vậy là chất vấn xã, nhưng mà cuối cùng là không thấy một cái gì giải quyết cả, chưa thấy như vậy là càng một mặt cán bộ nào như vậy là đến động viên hoặc là đến hỏi han gia đình nhà tôi này. Hôm nay hôm ấy là ông ra cản thì lái xe có biết mà mọi người có biết ông đứng đằng sau xe hôm ấy thì cả như vậy là rất có rất nhiều người, chúng tôi 4-5 người cả như vậy là ông Thìn, ông In, trưởng thôn, bà Hòa, bà Lám, chúng tôi như vậy đứng tất cả ra đứng đấy để như vậy là nói rõ với này như vậy là lái xe với này là như vậy là không được đổ đất của chúng tôi, như vậy chúng tôi chưa có một văn bản nào cả, chưa có một cái gì để chứng cứ như vậy thu hồi đất của chúng tôi, nhưng mà họ vẫn cứ cố tình họ đổ. Tức là ý của các ông là muốn là giải quyết xong thì rồi là các ông bàn giao mặt bằng là các ông trả chứ không phải. Tôi muốn như vậy là phải có đầy đủ các văn bản trong tay chúng tôi để chúng tôi được biết như vậy là đất của chúng tôi như vậy bị thu hồi như nào, diện tích bao nhiêu, giá cả đền bù như thế nào, thì chúng tôi sẽ như vậy là tiến tới như vậy là bàn giao mặt bằng, nhưng mà chưa có một cái gì cả, nhưng họ cố tình họ như vậy là dùng thủ đoạn để họ. Cái việc này thì công đã đi khiếu kiện chưa? Này chúng tôi đã có đơn gửi đến như vậy, đến cả như vậy là trên thanh tra chính phủ là đơn như vậy đi khắp nơi rồi, nhưng mà chẳng thấy một cơ quan nào giải quyết cả, chỉ có cứ thông báo về để lại cuối cùng xong là im lìm thôi. Chúng tôi ra huyện xuống tỉnh và cuối cùng cũng không giải quyết gì.